Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả quý vị thể loại đam mỹ cùng truyện đọc Thế Bất Khả Đáng từ tác giả Sài Cây Đảng, chương 115 Viên Đại Tiểu Thư Đáng Thương. Cậu xem cô gái này thế nào? Trương Đại Vũ cho Dương Chị Thủy xem ảnh chụp của Diên Như. Dương Chị Thủy qua loa lướt nhìn gật đầu, thật là xinh đẹp, đẹp cái con cặc á. Trương Đại Vũ không khỏi phát hỏa với Vương Chị Thủy, cậu dùng con mắt gì để nhìn vậy? Cái này cũng có thể gọi là đẹp á? Một thân dâm dục, cậu xem này, cặp vú cực đại, vừa nhìn là thấy lồi lên rồi, còn có cái mông to nữa, không biết á, để cho bao nhiêu thằng làm qua mẹ nó. Nghĩ tới con cặc của tôi á, liền cảm thấy ghê tởm của ta. Dương Chị Thủy chớp mắt mấy cái, rồi sao nữa? Trương Đại Vũ sắc mặt thay đổi, hình như á cực kỳ không vui mở miệng. Thì cô ta cùng Hạ Dữ ở bên nhau. Dương Chị Thủy cười khúc khích vui một cái, cười thằng cha cậu á. Trương Đại Vũ hung hăng vỗ vào trán của Dương Chị Thủy một cái. Trán của Dương Chị Thủy vết thương chưa lành hẳn, lại bị lừa vỗ như thế, nhất thời đau đến nghe răng. Trương Đại Vũ hơi không tự nhiên hỏi, trán của cậu còn chưa lành à? Nhanh, để tôi xem một chút nào. Trương Đại Vũ đột nhiên đem Dương Chị Thủy kéo đến trước người, lấy tay vén tóc mái của cậu ta lên, cẩn thận nhìn một chút á, thấy mức độ liền sẹo, không như mình đã nghĩ, nhìn không được nhíu mày án giận. Không phải là cho cậu tiền để chữa lành vết sẹo rồi sao? Thế nào mà vẫn còn cái này đứt hạnh hả? Dương Chị Thủy cố ý dời đi sự chú ý của Trương Đại Vũ. Tôi cứ có cảm giác khả năng Hạ Dữ thích anh trai của cô gái này càng lớn, cậu ta có thể là dùng cô gái này làm lá chắn thôi. Trương Đại Vũ thần kinh căng thẳng. Làm sao cậu biết? Nếu là tôi thì tôi thích anh của cô ta. Mẹ nó, Trương Đại Vũ vỗ bàn một cái. Cậu cho là bản chất ai cũng giống cậu hả? Dương Chị Thủy cười hắc hắc, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ tiến đến gần gương mặt của Trương Đại Vũ, âm dương quái khí hỏi: Anh ghen hả? Ai ghen chứ hả? Trương Đại Vũ gương mặt cứng rắn không chịu thừa nhận. Ta là sợ Hạ Diệu chịu tổn thất cậu ta đó nha. Một chút mưu trí cũng không có nữa. Cô ta vừa nhìn chính là thứ lừa lọc mà. Ta sợ là Hạ Diệu để cho cô ta lừa thôi. À, Dương Chị Thủy âm cuối kéo ra rất dài. Trương Đại Vũ trở lại chuyên chính. Cho nên tôi để cậu đến đây là giúp tôi làm gián điệp. Tôi luôn cảm thấy nữ nhân này sinh hoạt cá nhân không đứng đắn. Mấy ngày tiếp theo cậu làm việc cho tôi 24 tiếng đồng hồ theo dõi cô ta liên tục. Một ngày cô ta có bất kỳ hạnh kiểm xấu gì, cậu lập tức báo cho tôi biết. Tiền lương tôi trả cậu gấp 10 lần mức lương bình thường. Cậu thấy làm sao? Dương Chị Thủy đương nhiên chấp nhận rồi. Việc nhẹ lương cao ai không muốn làm. Anh muốn nuôi tôi thì cứ nói thẳng, không cần mượn cớ trả thù lao thế này đâu. Dương Chị Thủy vẻ mặt đê tiện tươi cười. Tuyên Đại Vũ dung bàn tay lên, miệng của cậu còn một lần ăn nói ti tiện như vậy hả? Tôi tát vô mặt cậu còn tin không? Dương Chị Thủy giọt thẳng tới cửa cười chào, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tuyên Đại Vũ nhìn thấy vết sẹo trên cái trán của Dương Chị Thủy trông như một con sâu, cậu ta cười lộ lên nhiều nếp nhăn lắm, lòng tự dưng mềm nhũn, trực tiếp ném cho cậu ta một cái túi giấy bên trong chứa 5.000 đồng. Trước tiên ứng trước cho cậu, nhanh chóng chữa lành vết sẹo, nhìn muốn nôn cho chán đi đã. Dương Chị Thủy nhìn lướt qua bên trong túi tiền sâu kín nói: Cầm tiền của người mình yêu đi giúp hắn giải quyết tình địch, tiền này kiếm được thật sự quá xót xa mà. Nói xong, không đợi Trương Đại Vũ mở miệng, liền nhanh như chớp lách người rồi bỏ đi. Trương Đại Vũ đứng ở trên lầu, thấy Dương Chị Thủy vừa đi trên đường vừa cầm tiền điệu bộ đắc ý, lòng không nhịn được: Mẹ nó, cái tên tiểu tử đần độn này tại sao càng nhìn càng thuận mắt như vậy nhỉ? Từ lúc mối quan hệ giữa Hạ Diệu và Diên Tôn bị Diên Như phát hiện, Diên Như liền cam tâm tình nguyện làm kỳ đà cản mũi, mỗi ngày quấy rầy làm phiền Hạ Diệu và Diên Tôn không chán. Biểu hiện nhiều nhất là những lúc đang trên bàn ăn cơm, hầu như ăn rất nhiều cơm, hơn nữa mỗi bữa đều phải uống rượu, uống xong là hát đủ điều, chưa từng nghỉ ngơi. Ngày hôm nay lỗ tai rốt cuộc cũng được thanh tịnh, bởi vì Diên Như đã tìm được đối tượng mà cô ta ngưỡng mộ trong lòng, vội vàng vui vẻ đi ra ngoài. Hạ Diệu tâm tình rất tốt, trước khi đi tìm Diên Tôn cố ý đi siêu thị thật tỉ mỉ vì hắn mà chọn lựa một món quà. Diên Tôn đang ở nhà bếp phô diễn kỹ thuật cắt rau vô cùng kỳ diệu, còn Hạ Diệu thì liền từ phía sau hắn nhào tới ôm lấy bờ vai của đại nam nhân Diên Tôn, ghé vào lỗ tai của hắn ta nói lời nhu tỉnh đường mật: Lão già à, tặng anh một món quà đây.
Đối với việc Hạ Diệu thỉnh thoảng lại nghiện chồng mà làm ra những hành động bất ngờ, Duyên Tung đã sớm nhận ra nhưng không thể trách. Điều hắn quan tâm hơn chính là Hạ Diệu nói đến món quà. Từ lúc học viện, học viên mới vào công ty huấn luyện tới nay, Hạ Diệu có đủ loại bạn bè. Bình thường nhiệm vụ công tác bên cục cảnh sát đã nặng nhọc, còn muốn chen thời gian tranh thủ tới đây. Dùng thân phận đại diện các huấn luyện viên giúp cho Duyên Tung gánh vác, nếu thực sự có ngày tới không được, cũng phải tìm người tiện đường mang nhiều đồ dùng quà tặng tới. Hạ Diệu đem hộp quà tặng vào trong tay Duyên Tung, miệng thần bí mở ra nhìn đi. Duyên Tung cầm lên nặng trịch, xem ra là một món quà lớn mà. Sau khi mở ra tầng tầng lớp lớp giấy gói, thấy bên trong là một con dao. Đừng tưởng rằng Hạ Diệu là đùa dai, cậu ta là thật tâm muốn an ủi Duyên Tung mỗi ngày đều không ngại cực khổ mà nấu cơm cho mình. Tôi thấy anh dùng con dao thái đồ ăn không được tốt lắm, liền một lần nữa đi chọn đồ cho ăn. Mẹ tôi nói cho tôi biết thương hiệu của loại dao này rất tốt, tôi cố ý mua chọn cho anh đó. Sự thật là căn bản đây không phải là dao thái cắt mà là một con dao chặt xương. Cái này là do Hạ Diệu cho tới bây giờ chưa làm qua cơm lần nào, căn bản không phân biệt được rõ sự khác nhau giữa các loại dao, cho rằng dao nào cũng đều là dao. Nhanh thử xem dùng tốt không, Hạ Diệu không thể đợi được. Duyên Tung đem con dao đang cầm trong tay bỏ xuống, cầm con dao chặt xương mà Hạ Diệu mới mua lên. Hạ Diệu sốt ruột chờ đợi, đợi đột nhiên một cánh tay đem Hạ Diệu rồi lôi tới. Điệu bộ muốn đem cậu ta đặt lên trên tấm thớt. Tôi nhớ kỹ người nào đó nói nếu mà để mắt tới tôi thì sẽ tự cắt cu. Tôi chờ được mấy tháng rồi cũng không có động tĩnh. Xem ra để cho cậu tự giác là không trông cậy nổi rồi. Không bằng để tôi thay cậu thanh toán cái cọc này. Mẹ tôi ơi, anh còn nhớ rõ việc này hả? Hạ Diệu thấy Duyên Tung đảo con dao xuống đũng quần của mình, vội vàng la hét phủ nhận. Ai để mắt tới anh á, tôi chẳng thích anh chỗ nào hết. Duyên Tung không để ý một chút nào đến phản kháng của Hạ Diệu, vẫn như trước dùng con dao dạo lướt ở đũng quần của cậu ta, giả bộ chuẩn bị cắt. Hôm nay nhà bếp dù lúc thiếu cục cải trắng, nhanh cắt xuống để tôi còn có thể tiếp tục nấu đồ ăn. Hạ Diệu mặc dù biết thủ pháp của Duyên Tung rất chuẩn, sẽ không dễ để xảy ra tai nạn mà cắt trúng, nhưng tâm lý căng thẳng quả thật chịu không nổi. Dao này nếu có chút nào lệch khỏi quỹ đạo chính là hủy hoại cả đời người. Dưới tình thế cấp bách, lách người lấy tấm thớt che đũng quần lại, đạp vào cửa giật trong quần của Duyên Tung, lấy trớn bật người leo lên vai hắn, tiếp theo một cú lộn người tuyệt đẹp, hai chân vững vàng chạm đất. Kỳ thực Duyên Tung cũng không phải là thật sự muốn trêu đùa với Hạ Diệu đâu, mà chính là muốn cho cậu ta leo lên người mình một chút. Mỗi lần leo lên đều là cảm giác giống như hài tử đáng yêu của mình đang muốn đùa nghịch với mình vậy. Lòng đặc biệt có cảm giác thỏa mãn. Muốn ăn cái gì? Duyên Tung hỏi. Hạ Diệu không chút nghĩ ngợi liền nói khoai tây sợi nhúng giấm. Duyên Tung lặng lẽ cầm dao lên, rốt cuộc cũng có thể ăn một bữa cơm yên tĩnh. Hạ Diệu hận không thể mang theo đèn cày, rót hai ly rượu đỏ, ăn mừng khoảnh khắc thế giới chỉ còn lại hiếm hoi hai người như vậy. Lúc ăn cơm, Duyên Tung ánh mắt có thâm ý nhìn quét qua Hạ Diệu. Tôi nghe nói Điền Nghiêm Kỳ tặng một cái dụng cụ tập luyện là do cậu ta tự mình làm. Hạ Diệu vẻ mặt kìm hãm, sau đó giải thích. À, tôi không phải là giúp cho cậu ta ứng tiền học phí sao? Trong lòng cậu ta áy náy nên đưa tôi một cái dụng cụ tập luyện để trả nợ. Mặt của Duyên Tung trầm xuống, mới gặp mặt lần đầu đã giúp người ta ứng tiền học phí rồi. Hạ Diệu vừa nghe lời này liền tức giận. Mẹ nó, anh đó nha, vẫn còn muốn cùng tôi nói chuyện thể diện hay không? Tôi là thấy cậu yêu thích cái dụng cụ đó như mạng sống mà muốn bỏ tiền ra như vậy. Duyên Tung còn nói, cái dụng cụ luyện tập đó như thế nào, sao không lấy ra cho tôi xem hả? Không lấy ra, rất tệ. Tôi sợ anh xem xong nói tôi ngốc, dùng hơn một vạn để lỗi lấy cái dụng cụ phế nát. Hạ Diệu hạ thấp dụng cụ của người khác tặng, tự bản thân không khỏi tức giận. Nhưng Duyên Tung đối với món đồ đó của Điềm Nghiên Kỳ thì có gì mà hứng thú như vậy? Còn Duyên Tung trầm mặc là bởi vì Hạ Diệu cứ cất cất giấu giấu, rõ ràng là muốn món đồ đó xài tốt nhưng cố nói không xài được, cố ý không để cho mình xem là có mưu tính gì. Hai người lúc này hoàn toàn xem Điềm Nghiêm Kỳ là kẻ địch, tâm tư dạn nát như nhau mà ngồi ăn cơm. Nhưng thực ra chuyện này cũng không ngăn được lòng nhiệt thành của Hạ Diệu đối với thức ăn ngon, nhất là khi không có Kỳ Đà cản mũi cùng cậu ta tranh giành đồ ăn. Được ăn như vậy gọi là thoải mái, được ăn như vậy gọi là sung sướng. Trong lúc hăng hái á, điện thoại của Duyên Tung vang lên. Anh mau tới, có người định ăn hiếp em à, chúng đập trứng gà trên đầu em nè. Tiếng kêu la của Duyên Như đặc biệt to, Hạ Diệu nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc đó lòng bực bội,
muốn bẻ gãy cả đôi đũa. Con mẹ nó không thể dành cho tôi đây một chút lòng thành sao? Thật tốt mới có một bữa ăn cùng nhau mà không để cho tôi ăn được yên tĩnh nữa. Diên Tung đặt đũa xuống nói, cậu tiếp tục ăn đi, tôi xem. Tuy rằng Hạ Diệu không định gặp Viên Như, nhưng Viên Như dù sao cũng là em gái của Diên Tung mà. Em gái của Diên Tung xảy ra chuyện, cậu ta còn có thể nuốt nổi trôi sao? Để tôi cùng đi với anh. Hạ Diệu đem thức ăn đổ vào trong một cái hộp bưng ở trên xe mà ăn. Vừa ăn vừa nhịn không được mà oán giận. Anh xem anh kìa, bệnh anh lúc nào bên anh cũng có một người không hiểu chuyện, tối ngày quấy rầy anh. Anh xem tôi phước phần bao nhiêu, bên cạnh tôi mỗi người đều là thông tình đạt lý, chưa bao giờ làm phiền tôi hết. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 115 của truyện đọc Thế Bất Khả Đáng từ tác giả Sài Cây Đảng. Đến đây cho phép anh Khoa xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khán thính giả ở các chương tiếp theo trong những lần đọc sau.